chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu thương hiệu Tân Ái Đại Thành. Thì chắc hẳn thương hiệu này đã không quá xa lạ gì với chúng ta rồi. Và không kiên trì gì nữa thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu ha. Thì Tân Ái Đại Thành là một thương hiệu lớn và cũng đã lâu năm tại Việt Nam. Thì sản phẩm này sẽ bao gồm những sản phẩm như là bồn nước. Thì phù hợp với nhu cầu cũng như là điều kiện kinh tế của mỗi gia đình thì sản phẩm của Tân Ái Đại Thành cũng sẽ có nhiều phân khúc khác nhau, như là bồn nhựa này nằm ngang, nằm dọc, hay là những cái bồn inox được làm bằng inox 304 cũng nằm ngang, bồn đứng luôn. Và ngoài ra thì sản phẩm bồn inox sẽ còn có cả bồn inox 316 vốn là inox được sử dụng trong y tế và được thẳng chứng minh đó là vi khuẩn không thể sống trên nó được. Thì ngoài ra thì Tân Ái Đại Thành sẽ còn có những cái sản phẩm như là bồn nước rửa chén, sen tắm, vòi bếp, vòi lavabo chẳng hạn. Bồn tự hoại, những phụ kiện ống và phụ kiện BBR. Ngoài ra thì cũng để phục vụ và nâng cao cái đời sống của người dân hơn thì Tân Ái Đại Thành trong những cái thời gian gần đây cũng đã cho ra mắt những cái mẫu máy lọc nước cao cấp. Thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái mẫu máy lọc nước hiện đại đến từ Tân Ái Đại Thành. Và nhắc đến Tân Ái Đại Thành thì cũng là một thiếu sót lớn nếu như chúng ta không kể đến những mẫu máy năng lượng mặt trời. Thì những mẫu máy năng lượng mặt trời này thì cũng sẽ được sản xuất theo tùy nhu cầu và dung tích của mỗi gia đình. Đây là những cái mẫu máy nước nóng năng lượng mặt trời. Ngoài ra thì được làm bằng inox 304 thì sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời sẽ còn được làm bằng inox 316 và hay còn được gọi là máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo. Và hiện nay cao cấp hơn thì Tân Ái Đại Thành cũng đã cho ra mắt cái sản phẩm đó là Platinum. Đây là một trong những cái máy nước nóng năng lượng mặt trời với cái tấm thu nhiệt phẳng giúp cho thu nhiệt tối ưu hơn. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái sản phẩm như là máy nước nóng của Tân Ái Đại Thành, những cái sản phẩm như là chậu rửa mặt hay là những cái bồn nước dành cho đời sống người dân cũng như là dùng cho những khu công nghiệp cao cấp với nhiều màu sắc khác nhau. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về Tân Ái Đại Thành thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người rồi.